Hôm qua tại hội trường Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa. Tham dự có đồng chí Võ Văn Phước, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa. Tại buổi lễ công bố, đồng chí Nguyễn Long Châu, trưởng phòng tổ chức cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thừa lệnh Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố quyết định điều động đồng chí Lê Văn Thăng, sinh năm 1965, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa về làm thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai và bổ nhiệm điều động đồng chí Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1974, tiến sĩ luật, thẩm phán trung cấp Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Long Khánh về làm Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1 tháng 8 2024. Tại lễ trao quyết định, đồng chí Võ Văn Phước đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Lê Văn Thăng và Nguyễn Văn Thủy. Đồng chí Võ Văn Phước bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Thăng và đồng chí Thủy sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng rèn luyện, phát huy thành tích đoàn kết thống nhất với tập thể lãnh đạo, thẩm phán, công chức và người lao động Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Tòa án Nhân dân cũng như giữ gìn ổn định trật tự tình hình kinh tế xã hội của địa phương.